Cô xin chào các em. Đến với tiết học lịch sử và địa lý 6 ngày hôm nay. Như các em đã biết, bề mặt địa hình trái đất của chúng ta không bằng phẳng. Có những nơi được nâng cao lên nhưng cũng có những nơi lại bị bào mòn hay sụp xuống. Tại sao lại có những sự thay đổi như vậy? Và có nơi nào trên vỏ trái đất vừa được nâng cao vừa bị bào mòn hay không? Tại Việt Nam, chúng ta thường nghe đến những dãy núi Hoàng Liên Sơn, đồi chè Thái Nguyên, cao nguyên Lâm Viên, đồng bằng sông Cửu Long. Và dựa vào những căn cứ nào để người ta có thể phân chia địa hình ra như vậy? Và khoáng sản là gì? Khoáng sản có vai trò công dụng gì đối với con người? Để trả lời được những câu hỏi cô vừa nêu ở trên, thì trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh các dạng địa hình khoáng sản. Và nội dung của bài 10 ngày hôm nay gồm 3 phần chính. Phần 1 là mã quá trình nội sinh và ngoại sinh, phần 2 là mã các dạng địa hình chính và phần 3 là mã khoáng sản. Nội dung đầu tiên cô và các em cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay là phần 1 La Mã, quá trình nội sinh và ngoại sinh. Dựa vào nội dung trong bài và hình 10.1, em hãy cho biết thế nào là quá trình nội sinh và ngoại sinh. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình nội sinh. Quá trình nội sinh là quá trình xảy ra do các tác nhân từ bên trong vỏ trái đất. Đó là các chuyển động kiến tạo, hoạt động của núi lửa và động đất, và trong đó hoạt động của các mảng kiến tạo là quan trọng nhất. Trong đó, các mảng kiến tạo va vào nhau hoặc tách xa nhau sẽ tạo nên quá trình nội sinh. Vậy thì các em cần nhớ được rằng, nguyên nhân xảy ra nội sinh là do tác nhân từ bên trong vỏ trái đất, do các chuyển động kiến tạo, hoạt động của núi lửa và động đất. Khi quá trình nội sinh xảy ra sẽ làm cho đất đá trên bề mặt trái đất bị uốn nếp, tạo nên những nếp lồi, nếp lõm và từ đó sẽ tạo nên hệ quả là làm gia tăng tính gồ ghề của bề mặt trái đất. Tiếp theo, các em hãy cùng tìm hiểu nội dung trong phần em có biết. Himalaya là một dãy núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng. Tên gọi này, theo ngôn ngữ địa phương, có nghĩa là nơi ở của tuyết. Himalaya rất hùng vĩ, có 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, bao gồm đỉnh Everest. Nguyên nhân hình thành Himalaya do mảng Ấn Độ, Australia chuyển động về phía Bắc, va chạm với mảng Á-Âu. Hiện nay, mảng Ấn Độ, Australia tiếp tục di chuyển theo chiều ngang bên dưới cao nguyên Tây Tạng, làm cho Himalaya hàng năm được nâng cao khoảng 5 mm. Và bên phải màn hình là hình ảnh của dãy núi Himalaya. Và trên dãy núi Himalaya có đỉnh núi cao nhất thế giới, đó là đỉnh Everest. Và trên đỉnh núi Everest này, quanh năm tuyết bao phủ. Và các em nhớ được rằng, nguyên nhân để tạo nên dãy núi Himalaya là do sự va chạm của hai mảng, mảng Ấn Độ, Australia và mảng Á-Âu. Đối nghịch với quá trình nội sinh là quá trình ngoại sinh, và chúng ta cùng tìm hiểu quá trình ngoại sinh nguyên nhân nào hình thành nên được. Nguyên nhân hình thành nên quá trình ngoại sinh là do các tác nhân từ bên ngoài vỏ trái đất, đó là các hiện tượng mưa, nắng, nhiệt độ, dòng chảy làm phá hủy đi cái đá gốc và tạo thành các vật liệu bị bỏ rời đi. Và quá trình ngoại sinh thì sẽ tạo nên các hệ quả làm phá hủy, san bằng các chỗ gồ ghề, bồi lấp và làm đầy chỗ lõm. Hay nói một cách đơn giản, quá trình ngoại sinh sẽ làm san bằng và hạ thấp địa hình bề mặt trái đất. Và các em có thể quan sát bốn hình bên phải màn hình. Đầu tiên là đá bị phong hóa do quá trình ngoại sinh, hoặc là bờ biển bị ăn mòn do nước chảy của biển. Và hình là nước chảy sẽ làm cho đá ngày lâu dần trải qua thời gian, lâu dài sẽ bị bào mòn đi. Và hình cuối cùng là quá trình xâm thực nước ở đảo Jeju, Hàn Quốc. Và ngoài ra,
Nhiệt độ cũng là một trong những tác nhân của quá trình ngoại sinh. Nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ làm cho đá bị nứt vỡ ra, tạo thành những mảnh đá nhỏ. Và đây là hình ảnh đá bị bào mòn, đá hình vòm mỏng manh tại bang Utah, Mỹ. Đây là hình ảnh khung đá tự nhiên này cao khoảng 16 mét, được tạo thành do quá trình xói mòn hàng nghìn năm. Và kế bên là cầu đá thần tiên tự nhiên dài trên thế giới, dài 130 mét tại Quảng Tây, Trung Quốc. Và cái cầu đá này cũng được hình thành ra, tạo nên là do quá trình ngoại sinh. Sau khi đã tìm hiểu về quá trình nội sinh và ngoại sinh, vậy các em có thể thấy được rằng địa hình bề mặt trái đất thay đổi theo 3 trường hợp sau. A. Nếu nội sinh lớn hơn ngoại sinh, hay nói cách khác, quá trình nội sinh mạnh hơn quá trình ngoại sinh thì sẽ làm cho bề mặt trái đất trở nên gồ ghề. B. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh diễn ra bằng nhau thì bề mặt trái đất sẽ không thay đổi. Và C. Nếu quá trình nội sinh diễn ra yếu hơn, chậm hơn quá trình ngoại sinh thì địa hình bề mặt trái đất sẽ bị san bằng và hạ thấp. Như vậy, qua phần 1 La Mã, các em phải cần nhớ được rằng quá trình nội sinh, nguyên nhân xảy ra là do những tác nhân từ bên trong của vỏ trái đất và đặc biệt là do chuyển động kiến tạo, hoạt động của núi lửa và động đất tạo nên. Và quá trình nội sinh sẽ tạo ra hệ quả là làm gia tăng tính gồ ghề của bề mặt đất. Ngược lại với quá trình nội sinh là quá trình ngoại sinh được hình thành do các tác nhân từ bên ngoài vỏ trái đất. Các hiện tượng như là mưa, nắng, nhiệt độ, dòng chảy v.v. sẽ làm phá hủy các đá gốc thành các vật liệu bỏ rời. Và những vật liệu ấy sẽ được vận chuyển đi và bồi tụ ở những vị trí khác nhau. Quá trình ngoại sinh sẽ phá hủy, san bằng các chỗ gồ ghề và bồi lấp và làm đầy chỗ lõm. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy được rằng quá trình nội sinh và ngoại sinh là hai lực đối nghịch nhau, nhưng hai lực này xảy ra đồng thời để tạo nên địa hình bề mặt trái đất của chúng ta như ngày hôm nay. Dựa vào nội dung trong bài và hình 10.1, em hãy cho biết bề mặt địa hình thay đổi như thế nào ở mỗi hình A, B, C. Hình nào là kết quả của các quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội sinh? Thì bên dưới các em sẽ thấy được 3 hình A, B, C. Đây là hình một số kết quả của quá trình nội sinh và ngoại sinh. Thì đầu tiên, cô và các em cùng tìm hiểu về hình A. Và hình A này, chúng ta thấy bề mặt địa hình thay đổi là do sóng biển tác động. Hàng ngàn năm sau sẽ làm thay đổi địa hình, làm tách rời mặt đất tạo thành các đảo nhỏ. Còn hình B, đây là do gió tác động thổi vào các mỏm núi khiến sườn núi dần dần bị ăn mòn, biến mất. Và hình C là do các mảng kiến tạo va chạm với nhau tạo thành các ngọn núi và núi lửa, vỏ trái đất sẽ bị rạn nứt khiến magma ở dưới sâu phun trào ra ngoài trái đất. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem ba hình này, hình nào sẽ là kết quả của quá trình ngoại sinh và hình nào sẽ là kết quả của quá trình nội sinh. Hình A là do tác động của sóng biển, thì đây sẽ là kết quả của quá trình ngoại sinh. Hình B do gió thổi tác động vào các mỏm núi khiến sườn núi dần dần bị ăn mòn và biến mất. Vậy đây cũng là tác động của quá trình ngoại sinh. Và cuối cùng hình C, do các mảng kiến tạo va chạm với nhau và đây sẽ là kết quả của quá trình nội sinh. Nội dung tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay là phần 2 La Mã, các dạng địa hình chính. Các em cùng quan sát hình 10.2, một số dạng địa hình chính. Dựa vào hình 10.2, bảng 10.1 và nội dung trong bài, em hãy kể tên một số địa hình phổ biến. Sau khi quan sát hình 10.2 kết hợp với bảng 10.1 và thông tin trong bài, các em sẽ thấy được rằng trên bề mặt trái đất có 4 dạng địa hình chính phổ biến. Đầu tiên đó là dạng địa hình núi, tiếp theo là cao nguyên, dạng địa hình thứ ba là đồi
và cuối cùng là đồng bằng. Và sau đây, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm riêng của từng dạng địa hình này. Đầu tiên là dạng địa hình núi. Theo như bảng 10.1 thì các em sẽ thấy được rằng núi là dạng địa hình có độ cao trên 500m so với mực nước biển. Và núi sẽ có những đặc điểm sau đây. Núi là địa hình nhô cao rõ rệt trên bề mặt đất, gồm có đỉnh núi, sườn núi và chân núi. Và sau đây là hình ảnh về một số ngọn núi ở trên thế giới và Việt Nam. Hình đầu tiên là đỉnh núi Everest thuộc dãy núi Himalaya. Các em đã quá quen thuộc rồi. Và hình thứ hai bên phải đó là núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Hình thứ ba ở phía dưới đó là núi Phan Xipang, hay còn gọi là nóc nhà Đông Dương. Và ngọn núi Phan Xipang này thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Và hình cuối cùng đây là ngọn núi Ngọc Linh. Cả hai núi Phan Xipang và núi Ngọc Linh đều thuộc nước Việt Nam của chúng ta. Dạng địa hình tiếp theo là cao nguyên. Cao nguyên có độ cao trên 500m so với mực nước biển. Và đặc điểm chính của cao nguyên, đây là một vùng đất tương đối rộng lớn, có bề mặt khá bằng phẳng. Và sườn của cao nguyên thì dốc, và cao nguyên có đặc điểm là nó sẽ chia tách với các vùng xung quanh. Ở các vùng cao nguyên là nơi thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. Thì các em có thể quan sát trên hình là người ta có thể trồng cây cà phê ở cao nguyên, trồng chè, và đây là những cánh đồng trang trại chăn nuôi gia súc lớn như là trâu, bò. Và ngoài thế mạnh về phát triển cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn, thì ở các cao nguyên thường có khí hậu mát mẻ, rất thích hợp phát triển các loại rau hoa quả ôn đới, và cảnh sắc thiên nhiên ở đây cũng tươi đẹp, địa hình độc đáo, khí hậu trong lành, sẽ biến những cao nguyên trở thành những địa điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng như là ở Đà Lạt, Mộc Châu, Đồng Văn. Dạng địa hình tiếp theo các em cần tìm hiểu đó là đồi. Đồi có đặc điểm về độ cao là cao không quá 200m so với xung quanh, và đặc điểm chính của nó là sẽ nhô cao so với xung quanh với đỉnh tròn và sườn thoải. Và sau đây là những hình ảnh đồi chè. Người ta có thể trồng chè, trồng cây lương thực và cây ăn quả ở những vùng đồi. Ở Việt Nam chúng ta nổi tiếng là vùng đồi chè Thái Nguyên. Và dạng địa hình cuối cùng là đồng bằng. Đồng bằng có độ cao dưới 200m so với mực nước biển, với đặc điểm chính về địa hình là có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng với độ dốc nhỏ. Đồng bằng là những nơi nằm ở phần hạ lưu của các con sông lớn nên được bồi đắp phù sa rất là nhiều. Chính vì vậy, đất đai ở đồng bằng rất là màu mỡ, thích hợp trồng những loại cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, v.v. và đặc biệt là trồng các loại lúa. Và trên thế giới có nhiều đồng bằng lớn như là đồng bằng Ấn Hằng, đồng bằng Amazon, v.v. Và đây là hình ảnh hai đồng bằng lớn nhất Việt Nam, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Các em có thể quan sát một số hình sau về các hoạt động kinh tế nông nghiệp nổi bật ở đồng bằng. Như là người ta có thể trồng lúa, trồng những loại cây ăn quả, cây lương thực, hoa màu, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, vịt và nuôi trồng thủy sản. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về phần em có biết cách tính độ cao địa hình. Có hai cách tính phổ biến là độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối. Độ cao tương đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một địa điểm ở trên cao so với một điểm khác ở dưới thấp. Độ cao tuyệt đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một địa điểm so với mực nước biển trung bình. Như vậy, các em có thể hiểu được rằng đối với độ cao tương đối thì chúng ta sẽ tính từ đỉnh núi đến chỗ thấp nhất của chân núi. Và độ cao tuyệt đối
thì chúng ta sẽ tính từ đỉnh núi đến ngang mực trung bình nước biển. Và sau đây, cô và các em cùng quan sát hình 10.3, chúng ta sẽ làm một ví dụ nhỏ. Ở đây người ta sẽ có 3 số, số 1, số 2 và số 3. Thì đầu tiên, đối với số 3 là chúng ta sẽ đo độ cao, ở đây là độ cao tuyệt đối, là tính từ đỉnh núi cho đến ngang mực trung bình nước biển. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng với số 3 như vậy thì sẽ là cao 1.500m. Tương tự ở số 2 thì chúng ta đang đo độ cao tương đối là từ đỉnh núi cho đến chỗ thấp nhất của chân núi với độ cao đo được của số 2 là 1.000m. Và tương tự số 1 sẽ là độ cao tương đối là đo được độ cao sẽ là 500m. Dạng địa hình cô và các em đã tìm hiểu ở trên thì sau đây cũng là một dạng địa hình khá phổ biến ở Việt Nam. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu, đó là địa hình Castor. Castor vốn là tên của một cao nguyên đá vôi ở dãy núi Dinaric Alps, khu vực Nam Âu. Castor được định nghĩa là quá trình tác động về mặt hóa học và một phần mặt cơ học của nước ngầm vào các loại đá dễ hòa tan như là đá vôi. Ở Việt Nam, Castor là một dạng địa hình khá phổ biến với diện tích rộng xấp xỉ 50.000 km2, chiếm khoảng 1/6 diện tích đất nước. Các miền Castor nước ta nằm trong phạm vi Castor nhiệt đới Đông Nam Á, nơi có diện tích địa hình Castor rộng lớn nhất thế giới. Và địa hình Castor này chỉ phổ biến ở những vùng núi đá vôi, bởi vì đá vôi là dễ bị hòa tan trong nước. Và đây là Động Phong Nha ở Quảng Bình, một trong những dạng địa hình Castor nổi tiếng nhất của Việt Nam và nổi tiếng trên thế giới. Ở phía dưới là Động Thiên Cung của Hạ Long. Khi đi vào những cái hang động địa hình Castor này, các em sẽ thấy được những cái cột đá là hình đá rất là đặc biệt và lạ. Và chính vì vậy, những cái động địa hình Castor này thu hút được rất là nhiều khách du lịch đến đây tham quan và chiêm ngưỡng. Và cuối cùng, cô và các em sẽ tìm hiểu phần nội dung ba la mã khoáng sản. Thì đầu tiên, dựa vào những nội dung trong sách giáo khoa, các em hãy cho cô biết khoáng sản là gì. Theo như những thông tin trong bài, thì các em dễ dàng thấy được rằng khoáng sản chính là những tích tụ tự nhiên, các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng. Và nơi tập trung số lượng khoáng sản lớn có khả năng khai thác thì người ta sẽ gọi đó là mỏ khoáng sản. Quan sát hình 10.5 và thông tin trong bài, em hãy cho biết các hình A, B, C, D là khoáng sản nào, những khoáng sản này có công dụng gì. Hình bên dưới có 4 loại khoáng sản và cô đã để sẵn tên của 4 loại khoáng sản này. Thì bây giờ chúng ta cùng sắp xếp xem A là khoáng sản nào nha. Đầu tiên, A là đá vôi, B là than, C là vàng và cuối cùng D là kim cương. Vậy thì mỗi loại khoáng sản này sẽ có công dụng như thế nào? Đầu tiên, đá vôi sẽ được dùng để làm vật liệu xây dựng, lót đường, nung vôi và đặc biệt có thể dùng để làm phấn viết bản. Còn than sẽ dùng để làm nhiên liệu, là làm chất đốt. Vàng sẽ là một chất dẫn truyền và còn được dùng để làm trang sức. Và kim cương dùng làm trang sức nè. Và ngoài ra kim cương có một đặc tính là rất là cứng nên được chế tạo thành dụng cụ dùng để cắt. Như các em đã biết, khoáng sản là những tích tụ tự nhiên, khoáng vật và đá có ích được con người khai thác sử dụng. Và khi trong quá trình con người sử dụng khoáng sản thì con người sẽ căn cứ vào tính chất công dụng của từng loại khoáng sản mà phân ra khoáng sản sẽ gồm 3 loại, gồm có khoáng sản năng lượng, khoáng sản kim loại và khoáng sản phi kim loại. Ở khoáng sản năng lượng thì gồm có như là khoáng than nè và dầu mỏ, ngoài ra còn có khí đốt nữa. Ở khoáng sản kim loại thì người ta sẽ phân ra thành hai nhóm nhỏ, đó là khoáng sản kim loại đen và khoáng sản kim loại màu. Và ở đây sẽ gồm có vàng, vàng là thuộc nhóm kim loại màu và sắt thì thuộc nhóm kim loại đen. Ngoài ra còn rất là nhiều những khoáng sản kim loại khác như là đồng, chì, kẽm, v.v. Còn khoáng sản phi kim loại
gồm có đá vôi, thạch anh, vân vân. Em có biết khoáng sản ở Việt Nam? Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú và đa dạng về chủng loại, với hàng nghìn mỏ của hàng chục loại khoáng sản khác nhau, gồm đủ các nhóm khoáng sản năng lượng như là dầu khí, là than, khoáng sản kim loại gồm có bauxit, thiết, đồng, và khoáng sản phi kim loại gồm có đá vôi, đá xây dựng, đá ốp lát. Tuy nhiên, hầu hết khoáng sản nước ta là tài nguyên không thể nào tái tạo và có trữ lượng hạn chế. Vì vậy, việc điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm là hết sức quan trọng. Và đây là hình ảnh khai thác dầu khí ở biển Vũng Tàu của nước ta. Và đây là hình ảnh khai thác than ở Quảng Ninh. Khoáng sản là một nguồn tài nguyên không thể tái tạo và có trữ lượng hạn chế. Muốn để tạo ra một mỏ khoáng sản mới, cần phải có thời gian rất là lâu dài, lên đến hàng trăm triệu năm. Và đây là hình ảnh con người đang khai thác khoáng sản ở các mỏ khoáng sản trên thế giới. Vậy thì, chúng ta cần phải khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản như thế nào? Chính vì khoáng sản là nguồn tài nguyên có hạn và không thể tái tạo, nên chúng ta cần phải khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản một cách hợp lý và tiết kiệm nhất có thể. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung của bài 10, quá trình nội sinh và ngoại sinh, các dạng địa hình chính và khoáng sản. Và đây là phần nội dung ghi bài. Các em nhớ ghi bài và tập đầy đủ. Về nhà, các em nhớ ghi bài vào tập, học bài và xem trước bài 11, 12. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.